Cách để phục hồi pin điện thoại. Phương pháp 1: Vệ sinh khay pin. 1. Lấy pin ra khỏi điện thoại. Bạn sẽ phải mở nắp lưng của điện thoại để tháo pin. Nếu bạn sử dụng iPhone, hãy xem hướng dẫn thay pin iPhone để biết cách tháo pin. Tương tự như vậy, bạn có thể xem hướng dẫn thay pin cho một số dòng điện thoại Samsung Galaxy. Để biết thông tin chi tiết về pin Android và hướng dẫn gỡ pin, bạn nên tham khảo trang web hoặc sách hướng dẫn của nhà sản xuất. 2. Lau bụi bẩn bên trong khay pin. Đây là nơi mà bạn đã gỡ pin, bạn cần dùng khăn khô vì khăn ướt có thể làm hỏng điện thoại. 3. Lau sạch bụi bẩn trên pin, nhắc lại bạn không nên dùng nước để tránh làm hỏng pin. 4. Gắn pin đã được lau sạch vào điện thoại. 5. Bật nguồn điện thoại, việc lau chùi bụi bẩn có thể hồi phục pin và giúp cho điện thoại hoạt động trở lại. Phương pháp 2, đông lạnh pin. 1. Tháo pin ra khỏi điện thoại. Bạn sẽ phải mở nắp lưng của điện thoại để gỡ pin. Nếu bạn sử dụng iPhone, hãy xem hướng dẫn thay pin iPhone để biết cách tháo pin. 2. Dùng giấy hoặc màng bọc nhựa quấn chặt pin, pin phải được bọc kín để không bị thấm nước hoặc chất lỏng khác. 3. Cho pin vào túi nhựa có thể đóng chặt. Hãy đảm bảo pin không bị ảnh hưởng bởi đá, nước và mọi bề mặt ướt khác trong tủ đông. 4. Đặt pin đã được bọc kỹ vào ngăn đông. 5. Để pin trong tủ đông khoảng 3 ngày. Việc đặt pin ở nhiệt độ thấp trong một khoảng thời gian giúp pin được sạc lại đôi chút và có đủ điện năng để sạc bằng dây sạc thông thường. 6. Lấy pin ra khỏi tủ đông sau 3 ngày Khi đã đến lúc thử và kiểm tra pin, hãy lấy pin ra khỏi tủ đông và tháo khớp bọc ngoài. 7. Lau khô hơi ẩm trên pin Nếu pin có đọng một chút hơi ẩm, bạn nhớ lau khô pin một cách cẩn thận. 8. Đặt pin ở nhiệt độ phòng khoảng 1 ngày đây là cách làm cho pin chuyển sang nhiệt độ thông thường, nếu cách này không hiệu quả bạn cũng có thể thử lau khô hơi ẩm trên pin và gắn pin còn lạnh vào thiết bị. 9. Lắp pin vào mặt sau của điện thoại, đừng vội mở nguồn điện thoại ngay bây giờ. 10. Sạc điện thoại bằng dây sạc thông thường. Bạn sẽ dùng dây sạc thông thường để sạc điện thoại trước khi bật nguồn, hãy sạc điện thoại ít nhất 48 tiếng trước khi mở nguồn. 11. Bật điện thoại sau 48 tiếng sạc điện thoại, bạn sẽ bật điện thoại và kiểm tra lượng pin để biết phương pháp đông lạnh có hiệu quả hay không. Bây giờ có lẽ pin của bạn đã được phục hồi và có thêm một chút điện năng. Phương pháp 3, kích pin. 1. Chuẩn bị những thứ cần thiết để kích pin. Sau đây là những gì bạn cần để kích pin chết. Một cục pin 9V, băng keo điện, hai dây điện, loại dây điện mảnh thông thường, tốt hơn hết là dùng dây đỏ và đen. Hãy xử lý mạch điện một cách cẩn thận. Nếu không biết phải làm gì, bạn nên chọn sự an toàn thay vì tạo ra sự cố đáng tiếc. Việc làm nóng pin quá mức hoặc kết nối không đúng cách sẽ cực kỳ nguy hiểm và thậm chí có thể làm nổ pin. 2. Gỡ pin ra khỏi điện thoại. Bạn sẽ phải mở nắp sau của điện thoại để gỡ pin. 3. Kết nối và dán một dây điện vào cực dương của pin 9V. 4. Kết nối và dán dây còn lại vào cực âm của pin 9V. 5. Tìm cực dương và cực âm của pin điện thoại. Hai cực này thường được đánh dấu cộng và trừ trên khay pin. 6. Kết nối dây dương với cực dương của pin điện thoại. Gắn đầu còn lại của dây đã kết nối với cực dương của pin 9V vào cực dương của pin điện thoại. 7. Kết nối dây âm với cực âm của pin điện thoại. Bạn sẽ dán đầu còn lại của dây âm đang được gắn trên cực âm của pin 9V và cực âm của điện thoại. 8. Giữ kết nối từ 10 đến 60 giây. Như vậy bạn sẽ có đủ thời gian để kích và sạc pin trong chốc lát. 9. Gỡ dây điện thoại trên pin. Khi pin có cảm giác hơi ấm, bạn có thể tháo hết các dây điện. 10. Lắp pin vào điện thoại, bạn nhớ lắp pin vào khay sao cho đúng. 11. Bật điện thoại. Sau khi kích pin bằng pin 9V, bạn thử kiểm tra xem điện thoại có thể mở nguồn hay không và xem lượng pin để biết khả năng sạc của pin. Phương pháp 4: hiệu chỉnh pin. 1. Sử dụng hết pin. Bạn sẽ dùng điện thoại đến khi cạn pin và điện thoại tự động tắt nguồn. 2. Thử mở nguồn điện thoại sau khi điện thoại tự động tắt nguồn, bạn sẽ bật nguồn để điện thoại tự động tắt nguồn và lượng pin ít ỏi còn lại. 3. Kết nối điện thoại với nguồn điện. 4. Chờ đến khi điện thoại được sạc đầy pin. Nếu thấy pin hiển thị trên màn hình, bạn sẽ biết khi nào thì điện thoại được sạc đầy 100%, nếu không bạn sẽ chờ từ 1 đến hơn 6 tiếng để điện thoại được sạc đầy pin. 5. Bật nguồn điện thoại. Khi điện thoại được sạc đầy pin, bạn chỉ việc bấm nút nguồn để bật. 6. Khởi động lại điện thoại. Sau khi pin được sạc đầy, bạn nhớ khởi động lại điện thoại để áp dụng các thiết lập mới. 7. Tháo dây sạc. Bây giờ pin của bạn đã được hiệu chỉnh lại và có thời lượng pin dài hơn.